thế? Để bác, để bác. Thanh niên bây giờ đi đứng kiểu gì đấy? Đưa nghe cậu đi. Không sao là tốt lắm rồi. Dạ vâng. May quá. Dạ vâng, cháu cảm ơn bác, cháu không sao ạ. May quá. Ủa không sao chứ, nếu không thì hôm nay thì tôi đúng thật là... Sao đấy ạ? Bác quen thanh niên đấy ạ? Không, mấy thanh niên ở làng bên ấy mà. Thế thôi nhá, tôi xin phép cô tôi về đây ạ. Dạ vâng ạ. Chúng mày tưởng ăn được tao á? Tuổi gì? Đâu? Đặt ơi là đặt. Đặt ơi. Vậy làm cái gì nhỉ? Nhi mày đánh con. Mẹ đã nói với mày như thế nào? Mẹ bảo mày cấm mày không được đi đua xe trái phép cơ mà. Mẹ biết tại sao con đua không? Mẹ nhìn này. Ôi trời. Tiền cả đấy mẹ ạ. Mà bây giờ cái việc gì làm ra tiền ấy, con ưu tiên thôi. Mà... Với lại là con cao số lắm. Không chết được đâu, mẹ không phải lo. Mày, mẹ mày khổ. Nhưng còn biết bao nhiêu người ăn uổng vì cái đua xe của chúng mày đấy, mày biết không? Mà cứ xem lại bản thân mày đi. Thanh niên sức dài vai rộng, sao không đi tìm cái việc tử tế hẳn hoi mà làm? Suốt ngày thích đi đua xe thế hả? Ôi, cái đạo đức đấy mẹ cứ giữ lấy mà dùng. Còn chịu thôi. Đạo đức của mẹ có ra được tiền đâu. Mẹ nhìn đi kìa, bố đang ở trong viện, không có tiền đóng viện phí đấy. Con bị nghỉ học từ bé, mẹ biết tại sao rồi đúng không? Bởi vì nghèo. Mày, cho nên là bây giờ cứ cái gì có tiền ấy thì con làm, thế thôi. Mày, ok, mà nói với mẹ mày thế ạ. Thôi mẹ đừng đánh con mày... nữa. Cuộc sống của con bây giờ con biết tự lo, mẹ không phải dạy. Thế thôi. Ok. Này, hôm nay mẹ không phải bán dậu đâu. Đạt, mày có đứng lại không? Đạt. Ôi trời ơi, sao tôi lại có cái thằng con bất trị như thế này hả trời ơi. Bác An, bác còn rau không ạ? Hôm nay bác bán hết rồi, thôi để mai ăn cho bác nhá. Thế thì mai bác mang mấy bó rau, cháu về cháu nấu cho thợ ăn nha bác. Bác nhớ rồi, mai bác sẽ mang tận nhà cho. Dạ vâng. Ly ơi, dạ. Thế ở bên cháu đã tuyển đủ công nhân chưa? Dạ chưa bác ạ, nhưng mà cháu chỉ tuyển thanh niên thôi, tuổi như bác thì cháu không nhận được, bác thông cảm ạ. Không phải bác làm, mà bác xin cho thằng con trai của bác, nó trẻ khỏe nhanh nhẹn lắm cháu ạ. À thế ạ, thế mai bác cứ mang em qua đây xem việc như nào rồi cháu nhận. Cháu thì mới về khởi nghiệp, mở một cái xưởng mà cần rất nhiều thanh niên. Mất cái thanh niên bây giờ kén việc quá, cháu chỉ sợ là em chê thôi ạ. Người trẻ đi học rồi lại quay về quê lập nghiệp, tạo công ăn việc làm cho các em như thế này, quý hóa quá. Cứ cố gắng lên cháu ạ, nhất định rồi sẽ thành công. Dạ vâng, cháu cảm ơn bác ạ. À Ly ơi, hay là cho bác xin cái tờ giấy kia, bác mang về cho em nó đọc, có gì nó sẽ liên lạc với cháu được không? À dạ vâng. Đây bác ạ, bác cầm lấy đi. Bác xin nhá. Dạ vâng. Ôi trời, Đạt. Đạt ơi. Đạt, mẹ xem nào, xem tay chân nó có làm sao không hả con? Anh đau. Ôi trời ơi. Làm sao đâu, muỗi đốt inox. Thôi, nghe mẹ, bây giờ đi kiếm một cái việc gì tử tế mà làm con ạ. Có nhiều thế nhỉ? Lẽ ra con bị như này nhá, là mẹ phải cho con thêm tiền đấy, con đi ra con khám xem có bị như nào không. Thế cái thằng hôm nọ mà bị công an nó bắt là thằng nào? Thì cái thằng đua cùng con thằng nào nữa. Thì nếu như nó khai ra thì biết làm thế nào hả con? Ôi trời, mẹ lo xa. Chắc gì bây giờ nó đã tỉnh mà khai ra con. Ôi trời ơi, cái gì? Mày vừa nói cái gì thế hả Đạt? Ôi, thế là chúng mày vừa gây ra họa lớn rồi đấy con ạ. Mấy cái thằng mà đua xe chuyên nghiệp như con ấy, còn lâu mới để công an bắt. Tao không ngờ tao lại đẻ ra một cái thằng con máu lạnh, thằng nghịch tử như mày ý. Đâu? À này, mẹ có tiền không? Cho con vài ít. Con sắm lại con ngựa chiến cái. Với lại là con có hết tiền tiêu bạc rồi. Mày im ngay. Mày còn dám mở mồm ra để hỏi tiền mẹ nữa hả? Muốn có tiền ấy thì đi làm,
tự kiếm tiền đi. Đây này. Cái gì đây? Tuyển công nhân nam. Mẹ ơi, mẹ nhìn cái mặt thằng này mà đi làm công nhân thì ai nó nhận hả? À? Con ơi, bây giờ lớn rồi, nghe mẹ, tìm cái việc tử tế mà làm công nhân cũng được con ạ. Ôi, đi nghe mẹ đi. Con tự kiếm việc con làm, chứ cứ như mẹ đi bán mấy bó rau ngoài chợ là được mấy cọc mấy đồng. Hả? À, cầm đấy. Quá wow, mà em cố làm nốt đi rồi vào nghỉ trưa nhé. Vâng. Alo, tao đây. Tú nó có kẹo ngon đi. Thôi, tao bị mất con ngựa chiến rồi. Mà bây giờ bà già đã mua lại đâu, lấy cái gì mà đi. Mày ngu lắm, kẹo này ngon, không ra là mày thiệt. Thế à? Thế ở đâu? Mày nhắn cho tao địa chỉ đi, xong rồi à? Để tao tính xong rồi tao qua. Rồi, biết rồi, mày nhắn địa chỉ đi nhá, để tao tính nữa. Chị ơi, chị cho em mượn xe với. Mẹ em vừa bị tai. Cái gì? Bác An bị tai nạn? Vâng ạ. Có làm sao không? Để chị chở em đi nhá. À thôi không cần đâu ạ, chị cứ cho em mượn xe đi. Em chạy lên xem mẹ như nào. Chị ở đây xong rồi thuê ai làm nốt giúp em với ạ. Thôi được rồi, chìa khóa thì chị để trong túi treo cạnh xe. Em lấy chìa khóa xong để túi lại cho chị là được. Vâng. Thôi đi đi. Vâng, em cảm ơn chị. Cô Ly ơi, cô Ly. Dạ. Ôi bác An, bác có làm sao không ạ? Bác có làm sao đâu. Thế Đạt nó đâu rồi? Em nó có làm được không cháu? Bác ơi, Đạt vừa bảo với cháu là bác bị nằm viện, rồi vừa mượn xe cháu để lên viện với bác mà. Cái thằng này lại ngựa quen đường cũ rồi. Khổ quá, tôi không cho nó đi xe để cho nó không đi đua. Trời ơi, kiểu này là nó lại văn vở để mượn xe của cô đi tham gia mấy cái trò đấy đây. Rồi bác ơi, cháu không biết. Cháu cho Đạt mượn xe. Bây giờ mà bị làm sao thì... Ôi, cô Ly ơi, gần mắt cô Tinh cô thử xem là ai gọi tôi đây. Là Đạt đấy bác. Đạt ơi, con ơi. Chúng tôi gọi đến từ bệnh viện huyện. Chúng mày đang gặp nạn giao Đạt. Thông, đang trong giai đoạn rất là nguy kịch. Mời người nhà đến bệnh viện để làm thủ tục. Bác An ơi, bác có làm sao ạ? Bác ơi, bác. Đạt ơi, hết rau chưa con? Đi về nhà thôi con. Chưa hết được mẹ ạ. Không sao đâu con ạ. Buôn bán thì nó phải có hôm nay hôm kia. Miễn dạ. Là mẹ con mình bình an là tốt lắm rồi. Giá là bây giờ con có thể đi lại như hồi xưa, con sẽ chở mẹ đi khắp cả cái làng này để bán hết rau. Không sao rồi con ạ, không sao đâu con nhá. Con xin lỗi mẹ, con sao rồi. Bác An ơi, cho cháu mua hết chỗ rau này. Thật hả cô Ly? Dạ vâng. Bác ạ, kể từ ngày hôm nay, sáng bác bán rau xong rồi về nấu ăn cho công nhân ở xưởng của cháu. Bác nấu ăn ngon lắm, cháu sẽ trả lương cho bác đàng hoàng. Có thật thế không hả cô Ly? Dạ thật ạ, bác phải làm cho cháu nhé. Chị Ly, em cảm ơn chị ạ. Có gì đâu mà phải cảm ơn. À, chị có một công việc bên xưởng sản xuất, em chỉ cần ngồi im, đơn hàng sẽ đến, em đóng hàng là được. Em thấy thế nào? Em làm được ạ. Mẹ con tôi cảm ơn cô Ly nhiều lắm mẹ ạ. Đặt này, không có gì là không thể khi mình biết bắt đầu lại từ đầu. Cố gắng lên nhá. Dạ vâng ạ.